Thưa quý vị và các bạn, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng thuận từ nhân dân, thì công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A đang được các địa phương gấp rút thực hiện. Đến nay, nhiều điểm ách tắc đã được tháo gỡ và mặt bằng đã được bàn giao cho các đơn vị thi công theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi đã được bàn giao mặt bằng, việc thi công của nhà thầu ở nhiều điểm lại chậm và không dứt khoát, mang tính cầm chừng, kéo dài, nên ảnh hưởng rất lớn đến dân sinh và kinh tế. Phóng sự được nhóm phóng viên thời sự thực hiện tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu. Gói thầu thuộc dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A, đoạn từ xã Quỳnh Giang đi qua thị trấn Cầu Giát đến xã Quỳnh Hồng, có chiều dài 4,68 km. Do Ban Quản lý Dự án B85 chịu trách nhiệm thi công. Hợp đồng được triển khai thực hiện vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 và các điểm thi công tiếp theo được thực hiện tiếp khi địa phương tiến hành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Thế nhưng, có mặt bằng rồi, thậm chí có nhiều điểm chính quyền phải thực sự nỗ lực tuyên truyền, vận động nhân dân mới đồng thuận bàn giao mặt bằng, thì đơn vị thi công lại mới chỉ khởi động máy ủi đất để xác định chỉ dưới hành lang công trình, mà không triển khai các công đoạn tiếp để đẩy nhanh tiến độ. Điều này đã góp phần làm cho tiến độ thi công công trình đã chậm lại càng chậm và dang dở toàn tuyến, gây khó khăn và ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế của địa phương. Gia đình nhà tôi đã chấp hành để bàn giao mặt bằng cho giao thông, nhưng mà bên giao thông là làm là đến khi từ ngày mà đưa máy đến đây múc đến ngày hôm nay là mấy tuần rồi mà vẫn chưa tiếp tục thi công, làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập, đến kinh doanh hàng ngày của nhân dân. Người ra mua gầm, người mua cũng không có, người ra cũng không có, người vào cũng không. Nguyên nhân chậm trễ trong việc thi công tuyến đường 1A đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu được đại diện ban điều hành dự án của đơn vị B85 lý giải là do huyện Quỳnh Lưu chưa thực hiện việc di dời hết các công trình dân sinh hai bên tuyến đường 1A trước khi bàn giao mặt bằng. Nhưng toàn bộ đang vướng những công trình công cộng, như bây giờ các anh đi vào để vẫn kiểm tra vẫn thấy các cột điện, đặc biệt là điện ánh sáng. Bây giờ những cái vị trí thi công này chủ yếu cứ nằm ngoài là nằm phải thi công hai cái hệ thống cống thoát nước dọc hai bên, mà cái cống này là phải đặt liên tục, mà đào không thể đào ra mà cứ đặt trục đặt từng quãng một. Cho nên là vướng những cột điện đấy, đào xong để yêu cầu di dời cho mở rõ là di dời cột điện quá chậm đấy. Không đồng tình với nguyên nhân mà đơn vị thi công đưa ra để lý giải cho việc chậm tiến độ thi công đoạn qua cầu Giát, chính quyền địa phương cho rằng vướng mắc trong di dời các công trình dân sinh chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu là có ba đơn vị thi công. Trong đó đơn vị BOT đoạn từ Quỳnh Hậu trở ra là họ triển khai thi công rất nhanh. Chỉ cần trong khoảng cỡ một tháng là có thể quyết định được toàn bộ cái diện tích mặt bằng họ đã triển khai. Trên cái đoạn 85 đoạn qua Cầu Giát thì tiến độ triển khai rất chậm. Mà tôi cho nguyên nhân căn bản nhất là cái biện pháp giải pháp cũng như là năng lực thi công của đơn vị 85, của các đơn vị 85 có phần hạn chế. Ngoài ra có một phần nhỏ là việc di dời các công trình hạ tầng nghệ thuật, trong đó có điện chậm, nhưng đây cũng là nguyên nhân thứ yếu chứ không phải là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ. Bởi vì có những đoạn là không ảnh hưởng đến cột điện, có thể dài hàng 200-300 mét, mà đơn vị thi công là triển khai 2-3 tháng nay vẫn chưa xong. Hơn 4,68 km đường do Ban Quản lý Dự án B85 đảm nhận thi công đi qua các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Giang và thị trấn Cầu Giát. Tuyến thi công tương đối dài nên có đến 747 hộ dân phải chịu ảnh hưởng. Trong đó xã Quỳnh Hồng có 143 hộ, Quỳnh Giang 202 hộ, thị trấn Cầu Giát 402 hộ. Và đặc biệt, gần như 100% hộ dân ở thị trấn Cầu Giát ở hai bên tuyến đường 1A lại sinh sống dựa vào hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do bị ngăn cách từ những hố sâu như thế này, nên việc trao đổi và mua bán ở đây đang bị ảnh hưởng rất lớn. Do đó, dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn thị trấn Cầu Giát cần phải được Ban Quản lý B85 đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng được yêu cầu tiến độ chung của toàn tuyến, đồng thời đảm bảo được quyền lợi đối với người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để thi công công trình trọng điểm này.